thân mến, như vậy là một tuần lễ đã trôi qua thật nhanh trong cái niềm liên tiếp của tất cả những du khách tại đây. Phải nói là sau 7 ngày, gần như 7 ngày lưu lại tại đây, đoàn đã anh em đã có được những phút giây thư giãn thật là vui và thoải mái, được thưởng ngoạn những cái thức ăn thật ngon và những cái trải nghiệm khó quên tại resort Hosea Coral and Turquesa. Thành Vân và các bạn rất hài lòng về chuyến đi và hy vọng trong thời gian tới nếu có điều kiện sẽ quay lại resort này và mời các bạn hãy cùng thử trải nghiệm với thành những giây phút cuối cùng trong cái ngày cuối trước khi phải tạm biệt chia tay với những địa phương nha Vân. Trước khi chúng ta chia tay với resort. Toàn cảnh luôn nha, cái nước toàn cảnh luôn. Chiều nay ngày thứ năm anh em đã đến trải nghiệm tại restaurant Blue Moon Romantic Dining. Rồi, tất cả quay mặt nhìn Thành cái coi. Tất cả nhìn Thành cái coi. À, đây là những khuôn mặt rất là lịch sự, tại vì vô Blue Moon phải mang ăn mặc thiệt lịch sự nha. Đây. Thank you. Đây, rót bài bản nha. Rót mà quay cái chai là biết bài bản nha. Cái độ của nó cái độ sánh với lại cái hương nó khi mà em uống vô cái nó đi qua cổ họng em sẽ thấy cái cảm giác cái mùi cho biết cảm tưởng. Quay nhóm. Cho biết cảm tưởng. Ấn tượng cho đến giờ này trong 5 ngày nay thì đây là restaurant có nhiều cái ấn tượng tốt nhất. Mà nếu mà chờ cái món chính ra mà xuất sắc á thì coi như sẽ được chấm điểm đứng đầu trong các restaurant ở đây. Thank you. Sáu giờ sáng ngày thứ sáu 19 tháng 5 2023, sau khi làm thủ tục tại lobby check out, Thành quay những cảnh cuối cùng tại khu resort này trước giờ lên đường trở về Montreal. 7 ngày trôi qua thật nhanh và Thành Vân cùng nhóm đã có những ngày, những đêm, những buổi sinh hoạt thật là vui tại nơi chốn này. Đúng là trong một năm làm việc, chúng ta nên có những cái thời gian relax ngắn ngủi như thế này
để giảm stress và cân bằng trạng thái, để mà sau đó quay trở lại làm việc với một cái khí thế mới. Được xếp hạng 5 sao trong bảng xếp hạng của các khách sạn resort Ocean Coral and Tokyo, xứng đáng với đánh giá 5 sao của Hiệp hội Resort Quốc tế. Và trong 6 ngày Thành Vân cùng các bạn lưu lại ở đây, nhóm đã có những cái trải nghiệm rất ấn tượng về cung cách phục vụ service cũng như mọi hoạt động mà tổ chức của resort dành cho du khách. Với phương châm du khách là thượng đế, là hàng đầu, tất cả những service tốt nhất, tất cả những hoạt động vui nhất, sống động nhất đã được dành cho du khách với sự tôn trọng và với chất lượng cao nhất có thể. Cảm ơn Resort Ocean Coral and Tokyo, và hy vọng trong một tương lai thật gần sẽ có dịp quay lại nơi chốn này để lại được trải nghiệm những giây phút relax thật êm ả, như các bạn đang thấy biển vẫn êm ả đều đặn đón khách hàng ngày. Đây là gian hàng trái cây tươi, và như các bạn đã thấy, chúng ta có thể lựa những trái cây tươi đã được cắt ra, và ngay lập tức nhân viên sẽ xay những loại trái cây tươi để mà cho bạn có thể uống được những cái sinh tố trái cây fresh. Bạn có thể mix nhiều loại trái cây cùng một lúc giống như là các bạn đã thấy. Đây là những loại trái cây tươi đã được xay và mix.
tại sân bay quốc tế Cancun, chúng ta cũng có thể thấy cái mức độ nhộn nhịp của các chuyến bay quốc tế đến và đi tại đây. Và đây là màn hình cho biết các chuyến bay đi và đến trong ngày, và Thành Vân và các bạn đang theo dõi để mà tìm đến cái gate làm check-in của hãng Sunwing, hãng máy bay du lịch mà nhóm đã book trong chuyến đi tour lần này. Nhân viên của hãng Sunwing đã túc trực ngay cửa vào để mà hướng dẫn các du khách của Sunwing được vào làm thủ tục với trang phục cao rất dễ nhận ra.